Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ làm bún măng vịt. Bây giờ có 3 con vịt này. Đó, chuẩn bị mình đi rửa vịt cho sạch sẽ rồi bắt đầu mình sẽ ướp, mình làm bún măng vịt hôm nay nha. Ok. Thịt ở chợ khác Thành Kerry đó nó rất là ngon các bạn. Nạc rất là nhiều nha. Nước nóng là cái này. Này nó lạnh. Mình sẽ xả nước, mình rửa thịt trước. Sau đó mình sẽ dùng gừng với muối. Mình sẽ rửa cái da này sau ha. Các bạn ơi, sau khi vịt mình đã rửa sơ bằng nước lạnh cho nó sạch những cái máu của con vịt rồi, bây giờ mình sẽ dùng một ít gừng như thế này để mình bỏ vô máy, mình xay chung với khoảng 3-4 muỗng canh muối gì đó để mình bỏ lên cái da con vịt, và một ít đường phèn nữa nha các bạn. Mình sẽ bỏ lên da con vịt để mình để chừng hơn nửa tiếng, sau đó mình đã rửa thì thịt vịt luộc lên ăn rất là ngon. Bây giờ mình sẽ gừng vô, bỏ chút xíu khoảng cái nắp này nè các bạn ha, khoảng 4-5 nắp muối này ha. Chào con. Ba con vịt lận mình sẽ dùng 5 cái nắp muối này. Nắp muối này thì khoảng 2 muỗng canh, các bạn ưng dùng bao nhiêu muối cũng được, thấy vừa vừa là đủ ha, để mình làm cho cái da nó ngon. Bây giờ muối với gừng mình đã xay xong rồi các bạn, bây giờ mình sẽ chà vào trong da của con vịt, sau đó mình sẽ ướp cái vịt này khoảng nửa tiếng rồi mình mới luộc nha các bạn. Đó, cái vịt này thì hồi nãy mình đã rửa rồi, rửa sơ rồi, ở trong này nó có mấy cái bịch nước sốt mà người ta cho đó, mình không có sử dụng thì mình lấy ra ha, người ta bỏ vào trong cái bịch và ha. Rồi mình sẽ bỏ hết vào trong cái thau này. Giờ mình sẽ dùng, đây là muối với gừng nè, bây giờ mình sẽ chà quanh da con vịt như thế này rồi mình để như vậy. Cứ quanh da con vịt ha. Nước gừng muối ở đây nè các bạn, mình cứ trở qua trở lại. Bây giờ mình sẽ bỏ vô trong này khoảng 3 cục đường phèn. Kevin, ồn quá con. Để cho cái đường phèn này, mình không biết, mình làm như vậy thấy thịt rất là ngon. Mình cho khoảng 3 cục đường phèn vô trong này, để cho đường phèn này nó tan ra với cái vịt này. Mình ngâm hơn nửa tiếng nha. Mình cho nước vô nha các bạn, để cho cái đường phèn này nó tan. Vừa sạch da mà vừa ngon thịt nữa. Tùy theo các bạn ngâm nửa tiếng hay một tiếng thì cũng được, nhưng mà đó, ngâm ha. Rồi bây giờ mình quay sang đi chuẩn bị những thứ khác. Cái khoảng 15 phút mình trở vịt một lần. Bây giờ mình sẽ rang đậu phộng để mình làm gỏi vịt. Thì lúc mình rang đậu phộng á, mình cho vô trong này một chút xíu nước thôi nha các bạn, khoảng 1/4 muỗng canh nước. Rồi mình cho vô trong này khoảng 1/4 muỗng cà phê muối để cho cái đậu phộng của mình nó ngon ha. Rồi rang, các bạn canh nó vừa vừa thôi là mình tắt bếp, là đậu phộng nó không có bị cháy. Chiều qua đây cũng phải ổn mạng thôi, sao vậy? Được rồi mà.
còn nóng. Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ hầm cái xương gà này lên để mình lấy nước súp rồi mình nấu chung với vịt á. Thì cái xương gà này nó rất hợp với bún măng vịt nha. Mình rửa sơ đi rồi mình hầm mình lấy nước thôi rồi mình rớt vớt bọt thôi nha các bạn, chứ không cần luộc mà đổ nước nha. Mình bỏ xương ức gà lên mình hầm để mình lấy cái nước súp, mình nấu chung với bún măng vịt á thì rất là ngon. Thì mình hầm ha, trong cái lúc mà hầm nước đang sôi thì mình sẽ đi lấy hành tím và hành tây và gừng mình nướng, mình sẽ bỏ vô nồi nước súp này nha các bạn. Bây giờ mình lấy cái đinh hương này các bạn, đinh hương mà mình dùng để nấu bún hay nấu phở gì đó, mình lấy ít thôi nha các bạn, đó khoảng một thi phun thôi ha, khoảng một thi phun đinh hương chừng này thôi, khoảng muỗng canh đinh hương nha các bạn. Mình sẽ rang lên để cho nó thơm, thiệt là thơm, rồi mình sẽ nấu bún măng vịt. Mình rang chừng khoảng 2 phút cho cái đinh hương này nó thơm lên là ok nha các bạn. Bây giờ đã thơm rồi ha. Mình sẽ đi tách đôi gừng, tách đôi hành tây ra nha các bạn, để mình nướng cho nó nhanh nha. Đó. Mình nướng hai mặt, sau đó mình sẽ rửa sơ những cái đen đen này ha. Rửa sơ đi thì mình nấu cái nồi nước của mình nó không có bị đục. Này mình nướng vài tép tỏi luôn nha các bạn. Mấy tép thôi, khoảng 2, 4, 6, 8, khoảng 7, 8 tép tỏi là ok ha. Mình đang nướng nha các bạn. Đó, mình nướng bên này nó hơi có mùi thơm thơm. Thế mình trở qua bên này, mình nướng thêm khoảng 2, 3 phút nữa là ok ha. Đừng có nướng cháy đen là được. Miễn sao cái hành này nó chín ở trên cái bếp này. Hành tây, hành tím, rồi hành lá, gừng, tỏi mình đã nướng xong rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ bỏ vô nước mình rửa nha các bạn. Mình rửa cho nó sạch cái nước màu đen đen. Sau đó thì mình bỏ vô nồi nước súp mình hầm với con vịt nha. Rồi mình bỏ vô trong nước, mình cạo hết cái phần đen này đi nha các bạn. Đó, mình rửa cho sạch thì sạch rồi mình đã bỏ vô trong nồi súp mình hầm chung với vịt nha. Nó rất là thơm. Mình không nướng thì cái vị của hành, vị của gừng nó không có tăng hương vị lên. Nước súp gà thì đã ra trong nước rồi ha. Nước súp gà thì mình hầm đã ra hết rồi. Bây giờ mình sẽ bỏ cái phần gừng nướng nè, hành lá nướng, rồi hành tím nướng, hành tây nướng, mình bỏ vô trong cái nồi nước súp này để mình luộc ba con vịt. Đây, ba con vịt của mình đây. Đây ha. Ba con vịt mình để đây, hồi nãy mình đã ngâm đường phèn với muối với gừng rồi đó. Rồi, mình đổ cái gia vị này vô ha. Rất là thơm. Thơm lắm luôn á các bạn. Rồi. Đó, như mình nói với các bạn, xương gà mình đã hầm ra nước súp rất là ngọt rồi. Bây giờ mình sẽ cho vịt vô. Đây các bạn. Ha ha. Kiểm tra lại xem. Đó, rất là ngon đó. Món gì mình chia sẻ trên online, các gia đình và các bạn đều nấu thành công hết. Gửi thư cảm ơn rất là nhiều. Được trước, bún bò Huế mình làm chia sẻ công thức bún bò Huế ở trên kênh YouTube Vinh Nguyễn Thị Bún Bò Huế. Các bạn bấm lên xem ha, về nấu ăn. Đó, mỗi lần mình nấu thì nhà mình nấu thì mình nấu hơi số lượng hơi nhiều người ăn ha các bạn. Mình nấu như vậy thôi thì các bạn thích ăn ít thì mình nấu một con vịt thôi, thì mình cũng nêm gia vị như vậy đó, rồi mình bớt đi chút xíu ha. Đó, bây giờ mình sẽ luộc thịt vịt này thì mình luộc trên dưới nửa tiếng nha các bạn. Mình luộc rồi mình lấy cái cây tăm mình cắm vô, nếu mà cái nước hầm nó không chảy ra nữa là vịt của mình đã chín ha. Rồi, bây giờ mình sẽ vô mình lấy đinh, đây là đinh hương nè các bạn, cái bịch của nó đây ha. Mình mua ở chợ Việt Nam á, chợ nào cũng bán hết. Đó, cái sợi sợi giống như là cây đinh nhỏ nè ha. Ta đặt là đinh hương thì mình đã rang lên rồi. Rất là thơm. Bây giờ mình không có cái bịch mà để bỏ gia vị vô thì mình bỏ thẳng vô đây luôn ha. Chút xíu nữa mình lấy cái lưới á, mình vớt ra. Đó.
nêm đinh hương vô trong này luôn ha. Chút xíu nữa luộc lên cái thịt vịt của mình nó thấm, nó rất là ngon. Đường phèn thì lúc nãy mình cũng có ngâm rửa con vịt rồi, khoảng ít thôi, nó không có thấm vô con vịt bao nhiêu mà nó chỉ làm cho thịt vịt nó thơm mà cái da của nó ngon nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ bỏ chừng này khoảng 2 muỗng canh đường phèn nha các bạn. Khoảng 2 muỗng canh đường phèn đó thì bỏ vô đây luôn ha. Rồi, chút xíu nữa mình luộc thịt vịt mình canh nha các bạn. Trên dưới nửa tiếng. Chỗ nhà bà con cũng mình cũng thấy người ta có trồng măng tây đó các nô, măng tre. Người ta có trồng măng tre, bữa nào mình sẽ tới mình quay cho các bạn xem nha. Xem cái măng này. Cũng thơm lắm á. Thơm lắm các bạn, nhìn măng này rất là ngon ha. Măng này từ Thái Lan nè các bạn. Ngon lắm á. Cái hiệu của cái lon măng nè đó, nếu mà các bạn muốn mua thì mua giống vậy ha. Đó các bạn ơi, nước đã sôi rồi ha, bây giờ mình sẽ đổ măng vô. Măng nè đó. Trộn khoảng 2 phút thôi, sôi lại là mình vớt măng ra là vừa nha các bạn. Mình trộn mình cũng không có bỏ gì vô hết, không bỏ muối, không bỏ gia vị gì hết, tại mình trộn cho nó sạch thôi. Chút xíu nữa mình sẽ ướp và xào măng sau nha các bạn. Măng của mình đã luộc khoảng 2-3 phút hết các bạn, có sôi lên. Bây giờ mình sẽ vớt ra. Đó, bây giờ mình sẽ xay hành. Mình xay hành tím, rồi hành lá, rồi tỏi để mình phi dầu xào cho món tre này. Nãy mình đã luộc qua nước sôi, sôi lên khoảng 2 phút mình vớt ra. Mình xé sợi như thế này ha, tùy các bạn thích ăn sợi như thế nào thì các bạn xé như thế đó nha. Thì bây giờ mình sẽ ướp ở trong này là tỏi, hành tím, rồi hành lá nha các bạn, không có hành tây trong này. Thì mình sẽ ướp một nửa cái này vô trong này ha. Đó, khoảng 4 muỗng canh hành tím, tỏi, hành lá. Ướp rồi mình trộn đều. Bây giờ thì mình sẽ ướp cái phần măng này nha các bạn. Thì khi mình nấu bún măng vịt á, mình sẽ mua cái phần măng khô á, mình nấu sẽ ngon hơn là cái măng như thế này. Nhưng mà do mình tìm không ra măng khô thì mình nấu măng này ăn cũng ok, cũng ngon. Mà đặc biệt thì cái mùi măng khô nó tuyệt vời hơn nha. Đó, mình dùng 5 muỗng canh nước mắm cho cái phần măng này. Thì măng khô nếu mà các bạn mua thì các bạn ngâm nước qua đêm đi, rồi mình luộc lên rồi mình rửa đi, rồi mình xé sợi mình cũng ướp giống như vậy nha các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ cho thêm nửa muỗng canh xì dầu. Xì dầu cái hiệu này rất là ngon nha các bạn. Đó, ướp xào nấu gì cái hiệu này cũng ngon hết. Thì bây giờ mình cho thêm khoảng 1 muỗng rưỡi bột nêm. Muỗng này là cái muỗng sau sau mà mình hay ăn phở đó. Thì tùy theo mỗi gia đình mà các bạn thích nêm nếm theo khẩu vị của các bạn thì các bạn nêm theo ý của các bạn ha. Thì mình gia đình của mình ăn quen thì mình nêm như vậy thôi. Bây giờ mình sẽ bỏ nửa muỗng canh tiêu nữa. Đó, bỏ vô là trộn lên. Chưa gì đã nghe mùi thơm rồi. Thêm khoảng 1/2 muỗng canh đường cát vô nữa nha các bạn. Rồi, đã hoàn thành xong cái phần măng. Các bạn ơi, mình sẽ lấy cái phần mỡ của con vịt và một phần cổ đó các bạn. Mình bỏ lên ở trên này ha. Mình phi, mình xào để cho nó ra cái... Các bạn ơi, mình sẽ dùng cái phần mỡ vịt, mình không ướp gì hết nha các bạn. Mình lấy mình xào qua xào lại để cho nó ra, nó cháy lên, nó thơm cái phần mỡ vịt này để mình nấu bún măng vịt. Thì chút xíu nữa mình cũng cho dầu ăn vô trong này. Nhưng mà mình lấy như vậy để cho cái món bún măng vịt của mình nó thơm ha. Rồi nó thơm thôi, các bạn không thích ăn mỡ thì chút xíu các bạn vớt mỡ ra ha. Mà như vậy mình xào món măng của mình rất là ngon. Xíu nữa là nó cái phần
thịt mà mỡ vịt này nó khác hơn. Rồi mình cứ xào tiếp tục để cho cái thành tóp mỡ hết nha các bạn. Rồi mình sẽ lấy cái phần mỡ này mình nấu, chút nữa mình sẽ cho vô ăn các bạn. Bây giờ mình đổ cái phần mỡ vịt này qua bên này nha các bạn, cái nồi bên đó bự quá. Ở rồi đó các bạn, bây giờ mình sẽ vớt ra cái tô ha. Thơm lắm đó các bạn. Đây là phần mỡ vịt nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ cho vô trong này khoảng 3 muỗng canh dầu ô liu nữa ha. Đó, chừng đó là vừa rồi, thêm tí nữa đi ha. Khoảng 4 muỗng canh dầu ô liu đó. Mình sẽ bỏ sả vô ha. Trộn qua trộn lại. Sả thơm thơm lên chút xíu là mình bỏ hành lá, hành tím, rồi tỏi. Hồi nãy mình đã xay ra đó. Mình bỏ hết vô đây luôn. Đợt này là mình nấu mình không có phi hành tây nha các bạn. Món măng vịt này thì mình chỉ nướng hành tây thôi, chứ mình không có phi hành tây. Vặn nhỏ cho em ra. Tỏi nha các bạn, hành tím, hành lá. Rồi mình phi lên cho nó thơm, thịt thơm. Wow, mùi rất là thơm, ngon các bạn. Thơm lắm cái phần mỡ vịt đó. Phi dầu lên có chút xíu dầu ô liu nữa, rất là thơm. Thì mình trộn lên cho cái hành này nó vàng chút xíu. Thì mình sẽ cho 2 muỗng canh ớt bột. Ớt này là ớt không cay nha các bạn. Ớt này mình mua ở chợ Đại Hàn, chợ của người Hàn Quốc đó các bạn. Cái hiệu ớt đây mình rọi kỹ cho các bạn xem nha. Mua ở chợ S-Mart. Đó các bạn ơi, bây giờ cái sả rồi hành rồi tỏi đã phi vàng lên rồi. Bây giờ mình xào bỏ măng vô ha. Măng tre rất là thơm ngon. Mình đã trụng nước sôi, đã nấu sơ qua rồi. Đó, cái ớt bột này á, nãy mình đổ măng vô trong cái hành phi này nè, mà mình quên đổ ớt. Bây giờ mình phải phi cái ớt này lên cho nó vàng, xong mình đổ chung với nồi măng cay luôn nha các bạn. Thì mình bỏ vô trong này một chút xíu hành, xíu tỏi, xíu sả ha. Mình sẽ bỏ 2 muỗng canh ớt bột. Đó, giờ là mình bỏ vô được rồi đó. 2 muỗng canh đầy như vậy là ok. Ớt này nó với dầu á, phi lên thì rất là thơm. Đó, chỉ cần thơm là mình đổ vô. Thì bình thường mình phi chung với cái sả, tỏi, ớt hồi nãy đó, hành đó. Nhưng mà mình quên thì mình phải phi riêng, mình đổ vô ha. Wow, mùi ớt thơm quá các bạn. Rồi, như vậy đã thơm rồi nha các bạn. Được rồi đó. Mình sẽ kéo đổ cái phần này vô ha. Ớt xào. Cái này cho nó ngon. Phần nào có nạc nạc thì mình lấy, còn cái xác mỡ này mình bỏ đi. Đó. Măng lúc nãy mình ướp như vậy là đã vừa rồi nha các bạn, không có cần nêm gì nữa hết không. Ăn rất là vừa ăn. Mình thử miếng măng nha các bạn. Ngon quá. Thơm ngon. Rất là vừa miệng nha các bạn. Chút nữa mình bỏ vô nước súp, mình chan lên là ăn thôi. Ngon lắm á. Rồi, măng thì mình đã xào như vậy là xong rồi đó nha các bạn. Khoảng chưa tới 20 phút. Mình sẽ bỏ vô đây thử ha. Đó,
xem đã chín chưa. Đó, nó còn đỏ các bạn ơi, cái màu nó còn rất là đỏ nè. Mình luộc khoảng hơn 15 phút rồi các bạn. Phần thịt vịt thì đã chín rồi nha các bạn. Mình đã bỏ cái cây que vô trong này mà không có thấy nó ra nước hồng. À, đã chín rồi. Thôi mình sẽ vớt ra nha. À, nhìn hấp dẫn chưa nè các bạn. Rất là ngon. Wow. Vớt ra cái thau này để chặt làm dĩa gỏi rồi xắt thịt vịt lên trên mình ăn với bún măng vịt. Wow. Nhìn ngon ha các bạn. Nóng hổi luôn, thơm phức luôn các bạn. Ba con. Đó. Hoàn thành xong nồi bún măng vịt nè, còn măng chưa đổ nè. Thì bây giờ mấy cái gia vị này á đã ra nước súp hết rồi nha các bạn. Rồi ở dưới cũng có xương gà đó. Rồi bây giờ mình sẽ vớt tất cả những cái phần mình hầm ra nha các bạn. Mình bỏ vô đây ha. Rồi mình để cái phần xương gà vô trong này lại nha các bạn. Để ai có thích ăn xí quách thì ăn ha. À, đợt này mình không có bỏ cái phần xương này nữa. Ăn cũng ngon lắm. Thì mình hầm lên nó cũng đã thấm gia vị rồi, ăn rất là ngon. Bây giờ mình sẽ đổ cái phần măng này vô nha. Đó, có một tay thôi nè, cầm có tay thôi. Giờ đổ vô nha, cẩn thận không thôi nó dăng. Thơm quá các bạn. Mình sợ dăng quá. Wow, đã xong ha. Một tay mình cầm máy quay phim, một tay mình đổ cái măng này vô. Rồi, cái này mình tráng tráng chút xíu nước lại. Nhìn cái nồi bún, nhìn cái nồi bún bỏ măng vô cái thấy hấp dẫn liền ha. Tại măng hồi nãy mình xào, mình có bỏ 2 muỗng canh ớt bột đó các bạn. Rồi gia vị sả, hành, tỏi. Rất là ngon. Đó, sắp hoàn thành xong cái nồi bún măng tuyệt rồi. Nêm nếm lại là xong thôi. Bưng vịt vô nhà chặt nha các bạn. À, ba con vịt luộc rất là ngon ha. Giờ mình chặt ra thơm ngon lắm. Bây giờ mình sẽ nặn chanh vô trong này. Mình trộn chút xíu gỏi thôi. Mình sẽ cho vô trong này một muỗng canh bột nêm nha các bạn. Muỗng canh với muỗng này muỗng nhỏ thì 2 muỗng. Sẽ trộn đều lên. Đây là cái khuôn á. Sẽ bỏ vô trong gỏi này ha. Mình làm khoảng 2 muỗng canh đường. Rồi chơi đi. Đã bỏ rau thơm vô trong này. Đây, gọi đây. Bây giờ trộn lên nhé.
Thôi nó xong rồi bỏ vào đi chứ. Mình đem xong mình trộn. Rau thơm rất là thơm nha. Rau quế mình trộn lên rồi sắp cái gỏi này ra dĩa, xong mình sắp thịt vịt lên, mình bỏ đậu phộng, bỏ hành phi lên là xong nha các bạn. Ngon quá. Đây nó nóng nha, thịt vịt. Bây giờ sắp thịt vịt lên đây. Bỏ mấy cọng rau răm lên. Dọn để ai nấu canh nấu canh á. Đắp tí đậu phộng ra. Rồi ha. Rồi bỏ hành phi vô. Dịn giùm tôi bà. Đây. Có lực sĩ kìa. Thì mình để sẵn một dĩa gỏi này, ai có ưng ăn thì trộn thêm nha các bạn. Còn cái này đã hoàn thành xong thôi. Đi vô. Wow, nhìn hấp dẫn ha. Rồi bây giờ sẽ ăn bún băng vịt thôi. Bà chỉ lấy nước bún chưa gì hết bỏ vô. Trước xem nó còn thiếu gì ha. Còn thiếu mặn các bạn. Đó. Mình bỏ khoảng, thì mình các bạn nêm theo khẩu vị của các bạn thôi. Thì mình bỏ 3 muỗng canh bột nêm vô ha. Rồi mình nêm muối. Đó. Thì mình nêm khoảng muỗng canh muối. Mình xem lại đã vừa miệng chưa. Lúc hồi nãy mình hầm nước súp á, mình có cho mấy cục đường phèn đó, khoảng 2 muỗng canh đường phèn rồi đó các bạn. Bây giờ mình nếm lại ha, mình xem thử cái vị đã vừa chưa, thì mình cũng cho thêm chút xíu đường phèn vô thôi. Rồi, mình sẽ cho vô trong này. Đó. Mình sẽ cho một cục đường phèn nhỏ nhỏ ha các bạn, thôi cho vô trong này. Rồi mình sẽ nêm nước mắm nha các bạn. Mình nêm khoảng 3 muỗng canh nước mắm vô trong này. Rồi trộn lên lại ha, xem cái vị đã ngon chưa. Wow, thêm một ít gốc hành trắng vô nữa là tắt bếp. Ăn thôi các bạn ơi, chan bún măng vịt ăn ha. Hấp dẫn chưa? Nêm rất. Vẫn vẫn vừa ăn chưa? Cái nước á. Hả? Ngon. Ngon hả? Thank you. Quá ngon. Quá ngon luôn hả? Bây giờ mình sẽ chan cho bé này trước này đó. Bé dễ thương nè, bụng bầu nha các bạn. Rồi, chan. Em nước đây cho bằng bún thôi. Đừng lấy cái béo không bà ơi, bèo không bà ơi. Không ăn không? Ừ, cho chú ăn. Ừ, được rồi. Được rồi, nhiều nước quá. Thèm tí sẽ đi cho nó. Rồi, vô bỏ thịt vịt vô ăn. Thank you. Rồi, tiếp tục. Chan. Đâu về các bạn. Đúng rồi đây. Không có gì gấp thịt à. Vô lấy cái tô bún măng vịt nóng hổi các bạn. Vô nhà rồi mình sẽ bỏ thịt vịt lên. Ở đây nóng quá. Ở đây có thịt vịt này, bỏ lên luôn ha. Gắp thịt vịt bỏ lên luôn ha các bạn. Đừng cho cánh. Gì hả? Đó, thịt vịt ha. Để từ từ con bỏ miếng hành lên. Rồi, hấp dẫn kia. Đợi con tí. Đây, một tô đầu tiên á các bạn. Wow, nhìn hấp dẫn đi. Con đứng hình tí để nó lấy được cái tô. Đó, các bạn thấy chưa? Tô bún măng vịt đã xong. Một tô đầu tiên. Coi chừng nóng gì. Rồi, tiếp tục chan thêm.
đắt hàng các bạn ơi. Còn ha. Nè các bạn, bây giờ gõ thịt vịt lên. Ở trong nhà cũng có làm gỏi vịt rồi. Gõ thịt lên này. Nhìn ngon chưa các bạn? Ngon nóng hổi luôn ha. Bỏ tí ngò lên. Rồi. Thêm một tô nữa này. À, xin mời các bạn. Nóng hổi luôn. Đây là tô thứ hai của em nè. Wow. Em trai nè, đó, em trai đó rồi. Có thấy chưa? Tô thứ hai của em. Ồ, tô thứ hai của em đó. Ngon hả? Ngon, quá ngon. Quá ngon hả? Đó, các bạn thấy chưa? Đợt trước mình làm bún bò Huế. 100+ ngàn người gửi thư cảm ơn các bạn. Người ta nấu cái mùi, cái mùi đem vào trong rồi, ai đem vào trong rồi. Đó, đợt trước công thức bún bò Huế của mình làm rất là nhiều người Việt ở Mỹ nấu theo công thức của mình rất là ngon. Thì mình cũng rất là vui ha. Ở trong á, má hâm hâm, bỏ vô cái tô bự, má hâm giùm con cái. Ủa, ngon chưa? Rồi. Đó. Rồi, sẽ trang tiếp ha. Con nó cứ đủ rồi, để ăn bây giờ ăn hết không hâm. Để trang đi. Ít nước bé rồi. Ok, rồi được rồi, được rồi. Nó lên rồi. Anh kêu bỏ chị. Tí. Và chân phẩm chị cứ cái tay chị nhúng luôn. Đó, bỏ hành vô nè. Tôi thấy máy rồi không biết nữa. Rồi đưa đây con trang cho. Lấy cái muỗng nằm thôi nó chìm. À chị, có lau tay không? Thôi được rồi em. Đó. Đặc biệt gì? Rồi. Mắc ghê. Lại chìm tiếp rồi. Là tôi chìm một cái đây. Cái con dùng bún này. Xương cưng. Chiếu gần lại cho các bạn xem mà cứ quên thôi. Dạ ha. Ngon hơn rồi. Rồi mình tắt bếp đi là vừa rồi các bạn. Ai đây mở? Mở hả? Rồi, thêm miếng. Wow, thêm tôm nữa các bạn. Bây giờ vô bỏ thịt vịt vô ăn thôi. Nóng nha mở. Để con làm cho. Về xong chưa? Đấy, xong rồi. Sao ăn xương vậy? Ăn cho thủy tôi nhỏ là ok. Nặng cái bụng thì ăn vất vả quá. Rồi thấy chưa các bạn? Thêm tô nữa ha. Rồi, thank you nha. Từ từ để con lấy một bên cái tô này. Đó. Đang đi coi tô đi bà. Đây, bao nhiêu tiền? Tôi 5 đồng 10 5 đồng. Ta đổ bây giờ này. Má chồng mình nè. Đó. Ô hai. Con dâu tôi nó nấu bún vịt ngon lắm á. Nó đang bán cho tôi một tô có 5 đồng bạc nè. Nó bảo nó bán là nó vừa bán vừa cho. Bán đâu mà bán, vừa bán rồi cả. Người trong nhà mà bán gì từ sáng giờ. Nói vậy thôi, mình muốn bán cho nó. Nói cho vui mà. Ừ. Vậy thôi, cứ đủ đua, má không cho ăn nhiều đâu, má không ăn nhiều nước đâu. Ok, thank you. Ngon quá. Để con bỏ cho, để con bỏ. Ừ. À, má chồng mình đây, một tô. Ừ. Rồi. Ok, thank you. Rồi má vô trong nhà mới gắp thịt nha. Ừ, ok. Đây. Tôi muốn đặc biệt của tôi đó nha. Cái thank you hai. Nóng ơi, từ nãy giờ mình bán đắt quá các bạn. Hàng đắt quá nha. Đó. Vui quá chừng. Rồi, bây giờ mình sẽ làm cho mình một tô mình ăn thử nha các bạn. Mình ăn ít bún thôi. Hả? Tôi về ok ha. Chị hả? Chị. Đâu cái xoài. Ít vậy. Chị lấy ra sao đó.
lỡ rồi đem lấy. Ừ, khó lấy. Dạ, chút xíu lấy không sao đúng không? Em chan tí nước kem. Rồi, bỏ hành. Lạnh hả? Cách khô. Giờ đến mình chan cho mình một tô nha các bạn. Là cái cánh, bỏ cái cánh lên, rồi bỏ cái phần xương lên, thịt nạc lên, rồi một khúc cái cổ nha các bạn, hấp dẫn chưa? Rồi cho tí hành mò lên. Đi vô ăn chung với mình nha các bạn. Gia đình của mình đang ngồi ăn ha. Con dao vào ngoài bén quá. Bắt chừng nào vất vả mà đứng đây thì mọi giò. Ngồi đi. Có tí mình. Ăn rồi. Em này nhiệt tình ha, ủng hộ hai tô nè. Bầu, ngon không? Đang ăn ngon là biết ngon không à? Nhìn ăn là biết ngon hay không? Mười đồng tô. Mười đồng tô hả? Mười đồng tô đi. Đó, nhà mình, gia đình mình ngồi ăn đó các bạn. Cậu Thìn. Hai cậu Thìn. Ngon không cậu? Ngon, good. Good kìa, thấy không? Rồi, mình ngồi ăn đây. Lấy cái máy. Thấy nhà mới nào mình nấu ăn, mình hửi mùi này là no rồi, hỏi từng ăn. Đúng rồi, nấu rồi, cũng còn ăn được, ok. Ăn các bạn ơi. Bún măng vịt. Tay lắm đây á. Cũng vừa mềm rồi ha. Ngon nha các bạn. Nhớ làm ăn nha. Cái măng này cũng ngon. Không có cần phải măng khô đâu. Có măng khô là cần gì có, nhưng mà Mỹ đâu có măng khô. Có, nhưng mà phải ngâm mấy ngày hả các bạn? Tôi bỏ cho mẹ cả. Tiếng thằng này ủng hộ dữ quá hả? Ăn hai tô. Ăn xong bánh xoong ăn có há mẹ khó. Để thêm nước mắm. Phải ăn măng nó đẹp lắm. Xem mẫu hả? Ờ, nó quá nhỏ luôn á. Ừ. Cho cái mấy cặp này. Để nó cỡ giữa, nó để ngày mai nữa. Vậy nè các bạn, luôn như vậy ăn rất là vừa miệng ha. Nhưng mà nó để ngày mai nấu nữa, ngày mai bán nữa. Mời các bạn. Thêm tí nước mắm, chị bỏ thêm tí nước mắm nữa đi. Bà bên mã mặn á. Ngọt quá. Dễ dừa hả? Nồi nước mắm này phải thêm tí. Tí nước mắm. Bà dừa được không? Ừ, cái dừa. Bà mặn quá. Mặn quá ăn không nhiều. Ngon ngon.
Đây. Mặn quá ăn không nhiều. Không. Ăn lạc lạc thì ăn được nhiều. Hết tô rồi. Thêm nữa không bầu. Thôi cảm ơn nhiều. Hả? Em trai gần hết tô thứ hai nè. Không, Vinh này. Không phải nói Vinh pha mặn mặn nghe là ăn vừa. Nguyên nhặt. Nhặt quá. Lâu rồi mới được ăn bún mang dịch lại. Tùy đi cơ, tùy đi lễ như thế nào? Ai? Tùy vậy. Mấy năm rồi các bạn? Từ lúc qua Mỹ mấy năm? Công giáo à? Qua Mỹ tôi có nói vài lần rồi mà. Qua đâu? Lúc đó mấy bà ở Tocoma. Bỏ tí mắm gừng vô các bạn ơi. Ngon lắm đó. Đúng rồi, trên này đâu có tin tin thánh gì đâu. Chỉ có tin cái thật giá thôi. Tôi chúa vui dùng không cần sợ, không được cần sợ được. Có lần cha thôi. Còn đức bà Maria đâu thích đâu. Không có thấy nào cả, muốn được tin giá. Đừng bỏ tôi nên. Đúng rồi, phụ ấm mà cái thánh gì cần. Không cần chi xuống nhưng mà không sợ được. Tại vì hồi xưa nó... Thờ chúa mà không sợ được, nghĩa là không có được. Thế chắc tại vì nó, hồi xưa là nhớ ông tượng gì, tượng trâu con bò vậy, bây giờ nó biến gì. Nói chung là... Mà trước giờ đã tin lành, đâu có giờ mà thấy có lạ đâu. Đâu ai mà không cha nào mà trừ ma được rồi. Mới cái này nó tư, không bỏ, mới ăn. Bên bổ cả. Ăn này nó ngon. Giờ mà thấy bao nhiêu cái lạ rồi. Cứng người có cái lạ lắm. Có thể giúp cho làm thôi à. Ma thì ma, ấy là ma đi nhỏ. Chứ còn rất nhiều nơi hiện đã mắc nhưng mà. Nhưng mà không dẫn nữa nhưng mà mình mà họ xin là được không? Một ngàn hình như một ngàn 812 812 Ngàn hai ngày Đức mẹ hiện ra ba đứa nhỏ. Bà mẹ ông chết tới cách năm khoảng từ 5 hơn 10 năm. Dạ mỗi người cho 200. Đây. One chicken. Dạ 918. Dạ 918. Má cho để mua ở nhà ấy. Đem nó tìm 105. Lâu quá rồi được ăn bún quá măng dịch. Măng lon mà quá. Măng lon nấu cũng ngon lắm các bạn. Măng lon mấy bữa bà hay mua về bà kho. Ngon. Mua hiệu của Thái Lan. Cái đó có vẻ là nó lấy nó ăn không ở đâu sợ giá nó quá. Hai đứa đây nhau mấy bạn. Họ sắp cái gì. Đâu hiện nay cũng mấy lần là ngày 13 tháng 7 13 tháng 8 đừng có nói quá mặt nặng tay. Nè ba, đó ba chồng mình ngồi ăn nhâm nhi, hồi nãy mình có ăn rồi, mình có quay rồi ha. Giờ đến ba, ý bữa nữa hẹn các bạn mấy tháng nữa ha, gói bánh tét á, mấy tháng. Bữa này tháng mấy nè, tháng 12, phải tới tháng 2. 2 tháng nữa, ba chồng mình sẽ quay lại gói bánh tét cho các bạn xem nha. Rồi, bây giờ ba ăn đi. Cái tay bay rồi. Rồi, bay. Ba mình bay các bạn đó. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn xem video của mình, các bạn cảm thấy yêu thích, thì các bạn nhấn nút đăng ký để cho mình làm những video mới khác. Mình gửi đến cho các bạn xem cho vui ha. Các bạn ơi, nhớ nhấn nút like giùm mình nữa nha. Nếu các bạn muốn chia sẻ video của mình đến cho mọi người cùng biết, các bạn chia sẻ giùm mình luôn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Tạm biệt các bạn.